Hello, chào bạn, mình là Du. Chào mừng các bạn đến với kênh Du MV, một cái kênh chuyên hướng dẫn về lập trình Android. Thì ở video lần trước, mình đã ở ba video lần trước ấy, mình có hướng dẫn các bạn là thiết kế file giao diện cho ba cái màn hình này, nhá. Ba cái màn hình này. Đấy. Thì ở video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đấu nối giữa ba màn hình. Đầu tiên nhá. Cái thằng này sẽ là màn hình xuất hiện đầu tiên thôi, là màn hình số 1, được chưa? Sau khi bấm, nếu như các bạn bấm cái vào cái chữ login này, đấy, thì sẽ ra được màn bên này, đúng không? Còn nếu như các bạn bấm cái nút này, thì nó sẽ sang được cái màn hình bên này, ok chưa? Đấy, đấy là cách đấu nối giữa các màn hình, đó. Rồi. Thì các bạn mở cái project của các bạn lên này. Đấy. Đầu tiên nhá. Để muốn cho nó trong ba cái activity ấy có ba cái main activity ấy và muốn xuất hiện muốn cái activity xuất hiện đầu tiên chẳng hạn thì các bạn vào trong manifest. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có ở đây sẽ có 1 2 3 ba cái activity tương đương với lại nó kết nối với lại ví dụ thằng main activity 3 đang kết nối với thằng này. Đấy, activity 2 kết nối với thằng này. Main activity thì nó sẽ kết nối với thằng này. Được chưa? Đấy. Thì để nó xuất hiện màn hình đầu tiên đúng không? Thì các bạn xóa cái thuộc đi cho mình này. Hoặc có thể là có bạn có sẵn rồi. Kiểu thẻ đóng ấy. Bình thường nó sẽ đóng mở thẻ thông qua hai cái thẻ đóng và thẻ mở này, nhưng sẽ có trường hợp như kiểu của mình nó sẽ chỉ có thêm một thẻ mở và thẻ đóng nó liền kề nhau như này thôi, thì các bạn xóa đi, các bạn để như này cho mình. Tiếp theo bạn copy thằng này, Ctrl X, bạn Ctrl X paste lên trên vào trong cái main activity 2 cho mình thì nó sẽ quy định cái màn này nó sẽ là màn xuất hiện đầu tiên. Bây giờ mình sẽ chạy lên xem nó được cái gì nhá. Đầu tiên mình sẽ khởi động máy ảo của mình trước á. Giờ đây đấy máy ảo của mình lên rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bấm run cho các bạn xem này. Chan 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 chan. Slow nhỉ. Đẹp rồi đấy, nhưng mà vẫn đang sai sai một tí. Các bạn biết xài đâu. Thì tự nhiên nó lòi ra cái thêm, tự nhiên lòi ra cái này. Thì các bạn vào trong IT trong cái file manifest này, cận kích chuột, control, kích chuột vào cái app lên này. Đó, cận sửa cho mình. Thằng này thành low action 3 à. Tiếp đến nữa là các bạn thêm cho mình cái thằng này là thêm một cái item item lên, các bạn chọn cho mình thằng đang gõ chữ full này. Nó ra Windows Full Center à, các để cho mình cái thuộc tính này là chú và bấm run lại thì ngay lập tức nó sẽ chị thỏ nó nhìn nó đẹp hơn đấy đó, và nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó khác bọt hẳn không đấy. Sau khi lấy xong rồi nhá, không biết là trên màu ở trên không có các bạn nhìn nào trên màu của mình, cái màn của mình là màn cũ, là màn cũ, là màn Hugon đấy, cái màn Hugon này, cái màn nó màn cũ rồi nên là nhìn màu nó không được đẹp cho lắm, ok. Hoặc là do cái độ phân giải của cái máy này, mình xem đang để là bao nhiêu rồi. Uầy, to thế. Tầm này thôi. Rồi các bạn đợi chút cho nó khởi động lại nhá. Rồi, đây, bấm run lại này. Đấy, ít ra nó nhìn nó to, nhìn nó sướng hơn đúng không? Rõ ràng nhìn to bao giờ thích đấy, à anh thích to và căng tròn.
Rồi sau khi đấy xong thì đến cái tiếp theo, mình sang bên này, các bạn kích chuột vào cái button này cho mình, các bạn gã cho mình, các bạn gọi cho mình cái thằng on click này, có chữ on nó ra nhá, on click thì là đây sẽ là cái hàm mà khi các bạn kích vào trong này đấy. Thì các ở đây mình sẽ đặt tên là đấy. Sau đó sau khi sync app xong nhá thì các bạn cho con chuột vào đây đấy, các bạn chọn cái đèn và nhấn cho mình là correct sync app view. Thì khi mà nhấn này xong rồi, nhấn này xong thì khi mà các bạn kích vào cái nút kia ấy thì ngay lập tức nó sẽ gọi vào cái hàm cho các bạn. Thì trong này các bạn gọi cho mình cái start activity new một cái intent đấy, và truyền vào tiên là zip. Tiếp theo nữa là mình muốn sang cái đăng nhập màn đăng ký không? Là main activity 3 chấm class đó, tương tự như thế. Thì với cái ông login này đấy, mình cũng gán cho nó cái thằng on click đấy, và mình đặt tên là login, login này, và kích chuột đây chọn tạo click login. Ở đây mình cũng start activity new intent, new một cái intent đây này, cũng chuyển vào tít này. Tiếp theo nữa là main activity chấm class đó. Và bây giờ mình sẽ chạy lại xem được cái gì nhá. Rồi là bây giờ ví dụ mình bấm đó, coi nó sang được màn bên này không đấy, mình có thể nhập vào đây đó. Tiếp theo nữa back lại mình không thích nữa, mình back lại đấy, mình kích vào login đấy, có phải nó ra cái login không đó, back lại tiếp này đấy, thì lại quay về cái màn này, ok chưa? Nó cái cách đấu lối giữa các màn hình ấy nó rất là đơn giản thôi, nó không phức tạp lắm đâu đấy. Nếu các bạn thấy khó hiểu hay là cần giải thích thêm thì các bạn còn nhớ có thể comment bên dưới. Còn nếu các bạn thấy video này hay đấy thì các hãy để lại cho mình một like đấy. Còn video của mình lần này xin được kết thúc ở đây đấy. Mình đã hướng dẫn các bạn làm ba cái màn hình nhìn nó xịn xò lại rồi. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học tập vui vẻ.